Em cho em trả lời cho. Ok. Ý tưởng này là của Quỳnh Như. Dạ. Nói em mọi người bàn bạc như nào? Dạ, thường thường thì những cái dịp này là em là người chủ động, em là người chủ động cho tất cả các bạn ở đây, và có một anh sẽ là phụ trách là đi mua. Dạ, một anh phiên dịch. Anh phiên dịch lại. Dạ. Dạ, cũng có món quà nhỏ nhỏ, với lại có những món quà đặc biệt mà không công khai trước báo chí được. Dạ. Xíu xíu nữa. Mỗi người sẽ chia sẻ một cái lời chúc riêng, không được trùng nhau nha, dành tặng cho bác nào từ nhã, hoặc từ nhã dễ hơn không biết ạ. Tiên thì em chúc bác sinh nhật thật vui vẻ, cũng như là có thật nhiều sức khỏe, và để huấn luyện bọn em cũng như là cùng bọn em hết rồi, của em đi trên con đường sắp tới á. Ok, hiểu rồi. Em cũng chúc bác nhiều sức khỏe để được cùng tụi em giữ vững cúp. Thì hai người cùng nhau rồi nhá. Thì cái sao đâu có cùng nhau đâu. Thì sức khỏe đều là phải có hết. Sức khỏe nhiều đời nào bây giờ đến gì nào? Em hả? Em thì chúc bác sang tuổi mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Và đặc biệt là sức khỏe thật nhiều để có thể dìu dắt tụi em thêm nhiều giải đấu nữa. Vậy đi. Thôi mình cái này cái câu chốt của Quỳnh Như đấy. Em thì em muốn gửi chúc bác sẽ luôn vui cười, luôn đẹp lão và luôn hạnh phúc bên gia đình, cũng như là ngày hôm nay thì tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ đến với bác, cũng như là hy vọng là bầu trời hôm nay cũng sẽ gửi lời chúc đến bác với việc là sẽ mát hơn. Thời tiết Hà Nội nóng quá. Mọi người có đồng hành không? Chúc mừng sinh nhật bác Lưu vui vẻ không? Dạ. Ok nhá. Dạ rồi, ok. Chị. Cái gì vậy? Chốt câu cuối vậy. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật bác nhanh lên. Chúc mừng sinh nhật bác Mai Đức Chung. Nhìn anh à? Không, nhìn anh à. Ơ, nói gì đấy à? Chúc mừng sinh nhật Mai Đức Chung. 2, 3. Chúc mừng sinh nhật bác Mai Đức Chung. Rồi, lại trời ơi. Cánh nó nhìn sao nó cứng thế? Sao nó cứng vậy? Sợ nói to và có khi thế. Anh yêu Mai Đức Chung anh. Giờ lại. Tiếp động tác nghe. 2, 3. Chúc mừng sinh nhật bác Mai Đức Chung. Ơ, nhầm tim. Làm lại đi. Thấy người nói nhanh, người nói chậm, nó dập. Nó nhanh hay nó chậm nè? Nói từ. Chị ra cái dấu cho tụi em giống như chúc mừng sinh nhật bác Mai Đức Chung ở đó. Chúc mừng sinh nhật bác Mai Đức Chung.